Bác cũng vừa đi là lên nói vài cơ bản về mấy thứ không? Không hẹn mà gặp bác cứ lên là chơi và không đúng giờ. Hôm nay thì hiện nay giờ Việt Nam nó bao nhiêu giờ nhỉ? Việt Nam thì hiện nay là 7 giờ 8 giờ kém rồi nhỉ. 8 giờ kém rồi nhỉ? 8 giờ kém 20 rồi nhỉ? Không, 5 rồi nhỉ? Các bạn nhỉ? Ai mà có ở đây á. Hôm nay thì bác lên hát bài, vừa đi hát bài cho nó hay. Không hẹn mà gặp, không hẹn mà không không hẹn rồi chứ không có. Hôm nay thì bác cùng đến nói vài điều về cái vấn đề mình nên đầu tư hay không. Đấy. Đây vấn đề trong cái thời đại công nghệ này mà chào bạn nào bạn nhau nhỉ mà chưa lên hình nhỉ bạn nào nhỉ bà chào bạn bạn Minh Thư nhá bạn Minh Thư có thể là khỏe không bạn Minh Thư hôm nay ngày lễ bạn có vú bạn Minh Thư ơi hôm nay ngày lễ bạn có vú Minh Thư ơi ngày lễ có gì vui không anh không tặng quà thôi bác em vui cũng nhờ để bữa nào về anh tặng quà ấy nhá chào gì em chào gì đấy chào chào ai đấy chào chào gì đấy hôm nay có ai tặng quà không em Minh Thư hôm nay có ai tặng quà gì em không em có thể là tặng tên những người cứ chia sẻ những người vào có cái bạn nào mà đang tìm hiểu thì em có thể chia sẻ những người họ đỏ vào thì anh có thể là nói cái tấm lòng nó thật với họ thôi và cái này nó rõ ràng thật thực tế rồi không đó. Đó, cho nên là cùng nói với họ không cười cho một cười. Em cười gì nữa em lên livestream với anh tí còn rảnh không lên livestream nói về cái cơ bản về cái công nghệ luôn ừ? Em có thể lên livestream được mà à? Em ấn vào cái chỗ ok anh nợ quà em nhưng mà giờ bữa nó về anh gửi giờ anh chưa có quà đâu em bên này gửi cái gì bên này chưa có quà đâu em ạ hôm nay thì bác ở nhà cha mẹ cho khỏe chị em chào bạn bạn gì nhỉ bạn gì mà đang đang còn xem rồi nhỉ có thể lấy đi nhỉ lấy đi để thì anh em mình giao lưu nhỉ xin chào mọi người chào trái quê nha trái quê Lệ Phú hay đấy cái đích hay nhỉ trái quê Lệ Phú cũng hay đấy nhỉ trái quê là Lệ Phú đã có cổ phần với em đã có cổ phần UST chưa nếu chưa có cổ phần UST thì cố gắng sở hữu đi một ít mà nếu có rồi thì là anh chúc chúc mừng bởi vì cái tập đoàn của UST thì hiện nay nó tiềm năng lắm nếu như mà em tìm hiểu thì anh sẽ chia sẻ cho có rồi thì thôi trái quê Lệ Phú có cổ phần chưa đấy nếu chưa có thì cố gắng sở hữu sớm đi bởi vì cái tập đoàn không 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 có thời gian để chơi chơi chúng ta cơ hội là nó ngàn vàng cơ hội là nó đến sẵn sàng rồi mà mình không mua là mình mất đi cơ hội ra giàu có đấy chào Lê Sâm chào Minh Gia bác không hẹn ạ chào Nguyễn Sáo nha
Anh rất cảm ơn Nguyễn Sáu lúc nào cũng có theo dõi tin của theo dõi thông tin của anh cả. Lên nghe lời xin của anh ạ. Nguyễn Sáu có rảnh không em ơi? Em có thể là lên đi giao lưu với anh bữa nhỉ? Lâu rồi anh em mình chưa giao lưu nhỉ? Nguyễn Sáu nhỉ? Anh em mình có thể là lên giao lưu tí nhỉ? Hôm nay cả nhà ta ở nhà cũng 8 tháng 3 chắc Việt Nam vui lắm nhỉ. Hôm nay thì buổi tối thì bác cũng chúc cho cả nhà ta là ngày 8 tháng 3 tất cả chị em phụ nữ là vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng nhá. Có đấy, có năng lượng thì luôn là ngân lượng tràn bay chào bùi hoa bùi nhá. Anh chào các bạn. Chào Nguyễn. Ok. Có ngân lượng, có năng lượng là sẽ có ngân lượng, mà không có năng lượng là không có ngân lượng đâu. Cho nên chúng ta cứ mạnh mẽ lên đi, năng lượng lên đi. Nói chung là chào Hoàng Nga nhá. Anh chào cậu em. Đấy, chính xác đấy. phải vậy tay như vậy vì ngón đấy nhờ. Ok, chào em. Tỷ phú, ok. Hoàng Nga hiện nay là sở hữu được mấy triệu cổ phần rồi em. Trong cái lúc này nên cố gắng, không còn thời gian nhiều đâu em ạ. Cố gắng mà tận dụng được cái thời gian nào thì tận dụng, như có khả năng là nó đến tháng 6, tháng 7 là nó hết rồi đấy. Không có đâu. Tầm cửa tháng 6, tháng 7 đâu, không có. Chào Nguyễn Hoàng nhá. Chào Huy Hoàng. Anh chào em. Huy Hoàng ở bên Mỹ. Hiện nay là đến giờ, đến nay em dậy sớm vậy? Bên Mỹ giờ hiện tại bây giờ là 7 giờ sáng nhỉ? Ok. Dubai, hello Dubai từ Uyển đấy, ok, Uyển, ok, anh chào em. Lúc nào cũng phải năng lượng anh nhỉ, ok, phải năng lượng nhé. Bởi mình sở hữu cái cổ phần của tập đoàn Uyển Tế đôi mà mình không năng lượng thì hơi bị thiệt em ạ. Bởi vì cái tập đoàn này như càng ngày nó đạt được cái điều ước của mình, đúng không? Thế nên là mình không năng lượng là không được. Đấy. Rõ ra như vậy thôi. Bữa nào cũng vậy, phải tạo cho mình một cái nguồn năng lượng. Bởi mình sở hữu cái công nghệ này thì nó quá ok rồi. Đấy, thứ nhất là nó giúp ích cho nhân loại nè. Thứ hai nữa là mình cũng có cái tài sản nè. Mà thứ ba nữa là con cháu của mình sau này cũng nó được hưởng trọn đời nè. Không phải sướng không? Quá sướng luôn. Thế nên mình khi mà phải dạt ra năng lượng. Năng lượng, đài năng lượng luôn. Chào thị trấn nhá. Chị đây. Chào thị trấn nhá. Chào ok, chào thị trấn. Huy Hoàng hôm nay ở Mỹ có tổ chức cho vợ 8 thông báo em. Bên Mỹ có nghe 8 thông báo không nhỉ? Chào Thị Nhàn nhá. Nguyên Vũ Thị Nhàn. Chào Vũ Thị Nhàn. Chào Hoàng Nga. Anh chào các em. Chào Nguyễn Chính. Nó không cho mình lại là sim luôn. Nó cho mình lại sim, nó cứ gián đoạn cho mình. Tức thật. Bởi là cái mạng này anh không đăng ký cả tháng này, cho nên đăng ký từng ngày một. Cho nên chào anh Cường nhá. Anh Cường hôm nay có tổ chức cho chị một ngày 8 tháng 3 anh ơi. Hôm nay có sáng không anh ơi? Hôm nay tranh thủ nhận keo sáng cơm chiều. Sáng cơm chiều. Chào Choi. Anh Cương Việt gì mà em cũng đọc chưa rõ mấy. Chào Trình Châu. Đã chào Trình Châu nha. Hôm nay thì bác kỳ lên đây thì chúc tất cả chị em phụ nữ chúng ta là ngày 8 tháng 3 là thật vui vẻ này, thật năng lượng này, thật yêu thương này, thật tiềm năng. Đấy. Đấy, rất là vui vui lắm rồi đấy. Bác chuyển chỉ gửi lời về tất cả Kim Dung. Ok. Nói chung là trong cái ngày hôm nay thì bác cũng ở nhà, nhưng mà cũng thấy nhiều cái tin cũng hay. Thì cũng muốn lên nói lên một tí không? Tin thì nó tin thì tập đoàn của mình thì ngày nào cũng còn có tin tốt cả thôi. Đấy, cho nên là muốn đến nói đấy là bằng mọi giá, bằng mọi cách nào là chào Kiên Lê nhá. Đấy, Nguyễn, chào Nguyễn Thị Thuy.
chào Thùy Nguyễn nha. Đấy. Thì ngày nào cũng bác nên phải nói cả. Đấy, thì bác cứ lên thất thường, có khi đã đang còn dở cái tin tức là lại muộn ấy, nó không đủ hẹn bây giờ với các bạn được. Ừ. Cho nên là có gì các bạn cứ thông cảm nha. Bác thì luôn luôn là nó sẵn sàng là trao yêu thương cho đến cho mọi người. Đấy. Thì lên đây thì bác cũng nói về cái vấn đề tại sao mà chúng ta lại sở hữu cổ phần. Đấy, sở hữu cổ phần của doanh nghiệp bao gồm là những việc gì? À, đầu tư UST. Em là nhớ câu câu chuyện ăn khê. Ok. À, trà vàng mang từ bà gang. Đúng rồi. Đầu tư UST thì tuổi bà gang như là không là cả chi đâu em ơi. Phải đưa cái báo, phải đưa nhà em đừng tiền. Như em vô chắc là chất nếu đừng tiền để mà để khi mà nó IPO rồi thì em có lẽ đưa tuổi đừng tiền lên đấy. Là đưa xây cái khó đừng tiền đấy chứ phải là máy tuổi bà gang chứ nó xưa rồi. Đối với ở trong tập đoàn của mình, trong UST của mình thì tuổi bà gang nó xưa rồi em ơi. Tuổi gang nó ít quá, nhỏ quá. là lề 8/3 mỗi ngày anh ạ. À, ok rồi. Ngày nào phải trả lề em phải thử thôi em. Chào Trình Tuấn, chào Nguyễn Trung, chào ok chào em nhá. Em có lên rõ được không? Em màng kém vậy hay sao không kêu lên hình nhá. Em có lên hình được không? Màng kém hay sao? Không sao đâu, nếu không lên hình thì họ nói về không được. Chào Lộc Thanh, chào Lộc Thanh. Chào Bùi Quảng Tham, có lên hình được không? Do màng kém không lên hình luôn. Cái màng của em bị sao á, cũng như anh cũng thường thường vậy đấy. Anh thường thường mà cái màng nó yếu là nó không lên hình được đâu. Em có thể nói không có lên hình được, nói vài câu đấy. Em có thể là nói đi, tài nguyên nhân gì mà em từ giới thiệu bản thân đi. Cười à, Nguyễn Sáu lúc đồng cười nhỉ, cười ra được mắt là nhọc ấy. Tuổi 30 gang đúng rồi anh, đúng rồi, tuổi 30 gang. Mình cần phải máy tuổi 30 gang, nhưng tuổi 3 gang chứ ít quá. Nhỏ, tuổi 3 gang nhỏ, máy làm gì? Nguyễn Huy Hoàng nói tuổi 3 gang hơi nhỏ. Chào anh đồng sở hữu công nghệ UT, anh cao cảm ơn em, cảm ơn Thanh Hải. Cảm ơn Thanh Hải nhiều. Chào tất cả anh em chúng ta, chào chào Bùi Quang là do cái màng yếu em ạ, không lên được. Em thử vào lại xem nhá, em thử vào lại một thứ nào, em có cái màng như nào chứ, cái màng rất yếu, không lên được đâu. Anh cũng thường thường nó như vậy, thường thường có nhiều bạn mời anh lên nhưng mà do cái màng yếu anh không lên được. Chào Nguyễn Văn Trung nha. Chào Nguyễn Văn Trung. Nói chung là ok, anh cảm ơn các bạn. Ai mà có bác thì ngày nào bác cùng dành là ai mà chỉ thì là gọi bằng em nhá. Mà ai mà ba rồi thì gọi bằng cháu nhá, không gọi để cái bác lại kêu xưng hô tùm lum tà loa đây nói là bác mất dạy nhá. Dành trước nhá. Dành trước anh chị em mình nhá. Đấy, ai mà em thì là bác thì năm nay là 50 tuổi rồi. Đấy, cho nên ai mà em thì để mà xin em cũng gọi là ai mà chị thì để mà xin chị cũng gọi để ghi là bác cái đoạn là mất nết không. Dubai cà phê mất mẹ anh nhỉ. Ok, ở dù anh thì đang ở Trà Thanh Hải. Anh thì đang ở bên ngoài công viên á, đang ở ngoài này thì nó mát mẻ lắm. Ngày nào thì ở khu vực này ngày nào cũng rạc đấy, nó mát mẻ lắm. Đêm thì đi thể dục, rồi sáng cũng dậy đi thể dục. Đấy, nó bên đây là cái khu biệt thự, khu nhà giàu cả đấy, khu toàn đầy giá cả đấy. Chào Nguyễn Văn Trung. Ở ông Dubai thì đẹp lắm em ạ, bữa nào có cái giải gì sang Dubai mà chơi em ạ. Chào Nguyễn Đình Phùng. Anh cảm ơn em. Chào, anh cảm ơn Nguyễn Đình Phùng. Đấy, khi nào mà có cái điều kiện đó, có giải vàng giải gì mà đến thực tư này sáng Dubai chuyển để cho sướng em ạ. Bởi sáng Dubai thì bị hưởng được cái mở cái tầm mắt của mình ra được. Dubai về cái thành phố của Dubai nó ok lắm. Thế nên chúng ta chỉ cần cố gắng có cái giải thôi. Còn ai mà đang ở trong này mà chưa đầu tư á,
thì cố gắng sở hữu cổ phần UST đi. Đấy, ai chưa có sở hữu cổ phần UST thì giơ tay lên nhá. Nói tôi nhá, tôi chưa có sở hữu cổ phần UST nhá. Đấy, ai chưa cổ phần chưa sở hữu thì nói tôi. Giờ lên nói em chưa biết sở hữu cổ phần UST như thế nào cả. Để có thể là anh có thể hướng dẫn nhá, muốn trở thành con người giàu có. Đấy, muốn trở thành là tỷ phú, triệu phú thì cứ là giơ tay nói là em chưa có cổ phần UST nhá. Bùi Quang xem nhá. Cái mạng nó yếu lắm em ạ. Nguyễn Văn Trung không đạt được giải gì thì chờ lên sàn vô tư anh ơi. Lên sàn thì mình mua cổ phiếu, một cái cổ phiếu của nó là một cổ phiếu của tập đoàn thì tầm cỡ 50 đô thì không được đâu. Giờ một cái 50 đô mà có thể 750 cổ phần mà chưa có ai giảm bỏ thì mà mua hồn như lên sàn có ai mua được em. Đấy, giờ đang còn cái đang khuyến mại đấy mà chúng ta không mua ngay lúc này thì khi nào mua được. Đấy, cho nên là chờ lên sàn thì khó lắm. Những con người mà nói là đời tôi thành công, có nhiều bạn nói là đời anh thành công rồi là em sẽ mua thì đời thành công. Nhưng là có cái nịt trong Nguyễn Thú nhá, chào Minh Tâm nhá, chào Nguyễn Văn Đức. Đấy, đời có nhiều bạn nói là đời anh thành công rồi em theo anh em mua đời khi đó lấy con cái nịt cái nửa tối mà thành công thì làm sao mà tôi thì sống với người thành công chứ, sống với thành công chia sẻ cho em làm gì nữa. Đấy, cái nửa thì là cái khác cái rồi bên chia sẻ cho chứ lúc đi muốn đi cùng với tập đoàn này để mà gây dựng lên một cái tương lai tốt đẹp thì cố gắng góp phần đi, cố gắng tìm hiểu đi, góp sức vào có phải tốt hơn không. Chào Nguyễn Nhã nha, Phan Nhã nha. Chào Xuân Hiệp, chào bạn Xuân Hiệp. Bạn Xuân Hiệp, còn nếu như bạn Xuân Hiệp thì cùng xóm, cố gắng nghe buổi live stream hôm nay. Bác bên đây nói chuyện là nói thực tế. Bạn cố gắng nghe rồi có gì hỏi bác. Chưa sở hữu cổ phần thì cố gắng sở hữu sớm trong lúc này. Nếu như mà Xuân Hiệp có tiền thì Xuân Hiệp mà muốn đầu tư, muốn sở hữu tài sản giàu có, muốn đời cho mình, cho con, cho cháu thì Xuân Hiệp cố gắng là tìm hiểu hỏi bác, điền cho bác sẽ tư vấn cho nha. Huy Hoàng vừa viết gì đây mà anh ẩn cái nó trôi đây nhỉ. Huy Hoàng vừa viết gì đây nhỉ, để mà đọc cái phái thằng Huy Hoàng này bên mì là nó còn viết sao viết à nghỉ đó. Chào Nguyễn Ngọc Bình, chào Vi Thắng nhỉ. Chào Vi Thắng nha. Chào Nguyễn Đình Phùng. Anh chào cả em nhiều. Chào Ok. Hỏi chúng mình giao lưu một tí. Bắt đầu là đi vào vấn đề. Thì Vi Hoàng còn cười gì nữa. Cười gì nữa, sướng quá. Sở hữu cổ phần sướng quá đấy, cười à. Sở hữu cổ phần sướng đấy, cười phải không. Thì ông nói là đầu tư USD. Em lại nhớ câu chuyện là anh Khê trả vàng rồi có câu chuyện anh Khê đấy. Mà mấy thứ bà gang anh khi này anh em nói rồi em mới đầu tư USD mình rồi. Em gửi hai lần. Nói chung là ngày 8 tháng 3 chúc bài này. Ngày hôm nay thì chúc cho chị em phụ nữ là lúc nào cũng là vui trẻ, đẹp, sinh khỏe. Vừa là chị em phụ nữ mà trong cái cộng đồng của UST thì mình thấy là vào được cái cộng đồng của UST rồi thì sở hữu được cổ phần rồi thì áo thấy ông tươi vui khỏe cả, trẻ cả nhờ. Tươi vui trẻ đẹp cả nhờ. Thấy áo đẹp càng ngày càng sinh ra, sở hữu cổ phần càng ngày càng sinh ra. Phụ nữ Việt Nam thì, phụ nữ Việt Nam có một số phụ nữ thì thải bà Sơn nhá. Chào Thái Bà Sơn. Chào Hoa Đan Đừng nhá. Chào Minh Gia nhá. Chào đấy. Trước đây thì phụ nữ Việt Nam có thể đầu tắt mặt tối đi làm hàng ngày để lo cho bữa cơm manh áo cho các cháu cả con. Nhưng mà hiện nay thì có cái công nghệ tốt như thế này, công nghệ UST tốt thế này thì phụ nữ Việt Nam ai cũng sở hữu vào. Thì ai thấy ai cũng xinh đẹp cả. Thấy những cái con người ở trong cổ đông của Việt Nam chúng ta thì ai cũng xinh đẹp cả.
đúng rồi, sở hữu cổ phần của UST rồi thì thấy anh càng ngày sinh đó, càng ngày càng trẻ đó, không biết tại sao đấy, họ không phải lo miếng cơm với nhau hàng ngày nữa. Giờ những người phụ nữ mà ở Việt Nam mình đang còn đi buôn đi bán hay còn đang đi làm đầu tắt mặt tối để lo cho bữa ăn thì nên xoay chuyển tình thế đấy, nên xoay chuyển, cố gắng sở hữu để nắm bắt đi được khoảng 50 đô thì biết được cái tương lai của cái công nghệ này nó thế nào, nó sướng như thế nào đấy. Chào Nguyễn Văn Trung, chúc chị em cổ đông UST vui vẻ, xinh đẹp và giàu có. Ôi trời, cổ đông UST thì đúng là nó càng ngày càng xinh đẹp, càng giàu có đấy ạ. Nó quá xinh đẹp và nó quá giàu có rồi. Lúc nào vậy? Nói chung là bác sơ bộ đã nói về cái vấn đề này một tí, giới thiệu nào thì nó cũng chuyện nhiều rồi. Thì là chào Thế Chuyên nha. Chào Thế Chuyên. Đấy, bác thì khi nào như cũng nói giới thiệu, chưa giới thiệu thì bác tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Bắc, ngày nào cũng phải giới thiệu là có những cái bản mới và ngày nào bác cần giới thiệu lên cả. Bác thì tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Bắc, quê ở Yên Thành, Nghệ An đấy, Viễn Thành, Yên Thành, Nghệ An, mà hiện nay bác được đi sang Dubai làm việc từ 2019 đấy, và sở hữu được cái công nghệ này thì cũng được qua một người bạn giới thiệu cho bác là Lê Thị Sâm đấy, là giới thiệu cho bác đầu tư vào cái tập đoàn này, đầu tư vào cái tập đoàn UST. Thì bác được biết và bác đầu tư thì 2021, mà tìm hiểu thì 2011 năm 2020 là bác tìm hiểu. Nhưng quá trình sở hữu thì bác cảm thấy nó sướng vì cả cái cuộc đời của bác á, cả cuộc đời của bác là đi làm thuê đầu tắt mặt tối, đi tìm được cái công việc nào để làm cho cao lương, rồi là làm cho thấp, làm cho ấy đi, làm cho được nhiều nhiều tiền. Nhưng mà bác cũng cố gắng làm đêm làm ngày để cố gắng để làm để có đồng tiền, cùng với đồng tiền. Nhưng mà sau khi bác tìm hiểu kỳ và sở hữu được cái công nghệ này rồi thì bác cảm thấy cuộc đời nó nở hoa. Thứ nhất là mình sở hữu cái cổ phần thật chắc chắn và rõ ràng 100%. Đấy, nó tiềm năng. Đấy, bác bên này thì cũng đã thấy được cái lộ trình của công ty, lộ trình của tập đoàn đi hàng ngày và cái độ tiến bộ của tập đoàn đi hàng ngày. Mà rõ ràng có giám đốc, có bác cũng ngồi được trên tàu, bác là ngồi trên con tàu và bác cũng được gặp được chủ tịch và bác cũng thấy được cái công trình của chủ tịch và Dubai đang làm. Đấy, nó chắc chắn an toàn 100%, bác cam đoan 100%. Và tại sao bác sở hữu được cái công nghệ này? Thứ nhất là bác là một cái cổ, bác là một người nông dân bình thường, mà khi sở hữu được cái công nghệ này là bác cảm thấy nó sướng, là một cái vấn đề này nó đem lại cái tình yêu thương đầm ấm cúng đấy, nó đem lại cái tình yêu thương, là những con người mà đồng sở hữu công nghệ của chúng ta ai cũng có một cái tâm huyết, ai cũng có một tình yêu thương để gây dựng một cái hành tinh của chúng ta lên xanh sạch đẹp cả. Mà rất cảm ơn ngài chủ tịch Anatoly, ngài chủ tịch Anatoly đã bỏ công ra và 45 năm đã nghiên cứu ra cái công nghệ này mà cho người dân chúng ta sở hữu cái cổ phần UST, là chúng ta rất sướng, chúng ta rất vui. Và tại sao chúng ta phải vui, phải đùm bọc, là vì những con người có cái tâm huyết này, đồng sở hữu này, cũng có một cái tâm đức, tài đức cả, tài giỏi cả, họ nghĩ được cái chiều sâu, họ nghĩ có tầm nhìn, họ nhìn được cái vận mệnh của thế giới, họ nhìn được cái xu thế của xã hội, họ nhìn được cái tại sao mà họ sở được cái, họ có tư duy, cái tại sao họ sở hữu được cái cổ phần này là tại vì sao? Cho nên họ thấy, họ nhìn thấy được như vậy cái giá trị của công nghệ. Thứ nhất, cái công nghệ của chúng tôi, của ngài Anthony đã nghiên cứu ra thì nó bao gồm những cái thành phần như thế này. Nó thứ nhất là nó giải cứu được cái hành tinh đấy, mà nó chạy cấp độ 2, tức là chạy trên cao, không gây ảnh hưởng cái môi trường, không gây tắc đường và không thải ra khí độc hại, tức là nó chạy bằng năng lượng gió, năng lượng mặt trời và khí đồng học đấy, thì nó không gây ra tai nạn, tức là nó chạy trên cao thì không gây ra tai nạn đấy, không gây ra tai nạn, không ảnh hưởng cái gì cả. Mà thứ nhất là cái lệ phí đường nó đồng rẻ, tức là nó rẻ hơn cả chuyến tàu và đường sắt trước đây là cái một km có thể là một, ví dụ là 1 triệu đô, nhưng mà với cái công nghệ này nó xây dựng lên cũng còn chỉ rất là rẻ, chi phí rất rẻ, nó tiện ích. Mà mình mua và mình đi cái xe như mình đi chuyến tàu đi từ Bắc vào Nam, ví dụ như mình đi từ Bắc vào Nam, và cái lộ phí có thể là mình đi xe ô tô thì hiện nay cũng phải mất 600 đến 700 đến 1 triệu
đấy. Nhưng mà mình đi đi tàu này, đấy, mình đi con tàu này á thì từ từ Bắc ra Nam, từ 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 Bắc vào Nam thì hết có 10 đô. Thì các bạn nghĩ xem, cái công nghệ nó nhanh như vậy, 1 giờ của nó đi chạy được bao nhiêu hành khách, nó chạy với vận tốc 500 km/h. Thì các bạn nghĩ sao, mà bởi nó chạy lên cao thì có vướng mắc cái gì đâu, nó luôn tăng tốc được cả, nó không vướng mắc cái gì cả. Đấy, cho nên thứ nhất nó rẻ, mà phí đó nó không tốt, mà nó không thải ra chào Hoàng Bảo Ngân. Ok, ok anh, anh cảm ơn em. Đấy, thì nó thải ra, không thải ra khí độc hại thì nó rất tốt, nó đem lại cái môi trường cho chúng ta. Thứ nhất là nó không gây ra bệnh tật này, nó không gây ra cái tai nạn này, nó không thải ra khí độc hại này, thì nó rất tốt. Thứ nhất là những con người mà ví dụ như anh cũng thấy nhiều khi, mình thấy nhiều khi cái con người nó bán là đi bán sản phẩm chức năng, đương nhiên sản phẩm chức năng tốt, nhưng mà bác cùng tư vấn để đầu tư vào công nghệ này. Thứ nhất sản phẩm chức năng nó chỉ chừa đằng ngọn đấy, nhưng nó không chừa tận gốc. Nếu mình đầu tư vào công nghệ này thì nó đem lại, nó cũng thải ra khí độc hại cho môi trường, nó không gây đến cái hậu quả gì cho môi trường cả. Thì ngược lại đó là mình chừa, đó chừa chừa đâu. Còn anh uống sản phẩm chức năng nhưng cái môi trường độc hại. Chào chị Linh nha, chào chị Phan Linh nha. Chào, anh uống thực phẩm chức năng nhưng mà anh luôn hấp thụ cái môi trường độc hại thì luôn luôn anh phải dùng thực phẩm chức năng, anh phải dùng, trong cái tuổi thọ của anh không có nhiều. Nhưng mà mình chỉ đang gốc ấy, mình đầu tư vào công nghệ này, nó triệt để được giải quyết được cái ách tắc giao thông, giải quyết được cái môi trường xanh sạch đẹp, là cái môi trường với không khí xanh sạch đẹp cho hành tinh chúng ta. Thì đó là cái liều thuốc quan trọng nhất mà chúng ta cần phải điều trị đấy. Nên chúng ta cần góp sức vào đây. Nếu như tất cả cộng đồng trên thế giới, chào Xuân Hương, tất cả cộng đồng trên thế giới đều góp sức vào cái công nghệ này thì nó đem lại cái một cái môi trường rất xanh, không có cái ô nhiễm, không có cái khí độc hại, không có cái gì nó thải ra, thì con người ta phải sống được mãi mãi không? Thì không cần cái bản thực phẩm chức năng cả, không cần cái thực phẩm, không cần một liều thuốc đâu cả. Thuốc ở đâu đó liều thuốc quan trọng nhất, mà liều thuốc cả một đời người, cả một hành tinh cần, chúng ta cần phải điều trị tận gốc thì chúng ta lúc đó vì tốt được, đem lại cái giá trị cho con người được, đi giải quyết được cái môi trường xanh sạch đẹp, không có cái khí thải độc hại nữa, thì chúng ta có thể đem lại cái môi trường đó là môi trường tốt. Nhưng mà cái hiện nay cái xu thế của Việt Nam, tất cả còn những con người trên thế giới này á, thì nếu như mà được như vậy thì nó khó. Nói ngược lại, được như vậy thì nó khó. Chẳng qua thì nó cũng hiện tại bây giờ thì có một số người tên 100% thì mày chỉ được 15% là những con người biết đến mà đầu tư vào cái công nghệ này, nhưng biết đến 95% nó không ok rồi đấy. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì được 85% có những con số có một số người thì nó cũng là đang có tìm hiểu, đang còn áp dụng, nhưng mà nó lại là không chịu đầu tư vào cái công nghệ này, nó giá trị như vậy. Đúng. Các bạn nếu đầu tư vào cái sân sàn tài chính, đầu tư vào cái gì lợi nhuận riêng cho cả nhân bạn, nhưng mà chỉ là cả nhân bạn thôi, bạn không giúp ích được cái chỗ già hồ xã hội cái gì cả. Muốn có cái danh giá, muốn có cái giá trị của con người á, muốn có một cái giá trị cho con người á, thì chúng ta cần phải đầu tư vào cái công nghệ này. Nó công nghệ, sứ mệnh của nó là giải cứu hành tinh. Nên chúng ta cần phải đầu tư vào cái này thì nó đem lại cái giá trị cho chúng ta. Đầu tư vào USD là đầu tư giá trị lớn, mình lợi, người lợi, chúng sinh, đúng rồi, chúng sinh lợi, sứ mệnh giải cứu hành tinh. Đấy, chúng ta cùng thắng, đúng rồi. Mình đầu tư vào đây là nó bao gồm cái hệ bao gồm cái tốt, nhiều cái tốt, 100 cái tốt chứ không phải là một cái tốt nữa. Đấy. Nó cứu giúp được con người này, không cứu giúp hàng ngàn, hàng vạn, hàng trăm, hàng ngàn vạn con người, không gây ra dịch bệnh này, không có khí thải này, không bị tai nạn chết người này, rồi là không gây ra thương tật, tai nạn rồi thương tật này, rồi là nó trả lại cái môi trường và hành tinh của chúng ta xanh sạch đẹp này. Thì tại sao chúng ta, những con người mà đang tìm hiểu, chúng ta cũng đầu tư vào cái này? Đấy, đầu tư cái này nó hợp lý đấy. Chào Ngọc Bích, chào Nguyễn Thuy. Đấy, đầu tư với cái này là rất hợp lý. Các bạn không mất xuẩn xu đâu cả. Nếu các bạn không có tiền thì mất đầu tư 50 đô. Còn hiện nay đang cái gói ghi danh á, thì đang còn khoảng 2 ngày. Gói ghi danh mà các bạn, ví dụ các bạn chỉ đầu tư 1.000 đô là các bạn được 90.000 cổ phần. Đấy, đầu tư vào cái công nghệ này á, được 90.000 đô. 1.000 đô là các bạn chỉ được 90.000 cổ phần. Mà 90.000 cổ phần thì các bạn có 90.000 đô. 90.000 đô mà khi IPO,
khi AMO lên sàn á, thì các bạn tính đi, tính 10 đô thì 900.000 bao nhiêu tiền rồi, 10 đô các bạn chỉ cần 10 đô thôi, chứ cái công nghệ này không phải là 10 đô, thì IPO đấy không phải là 10 đô đâu, chỉ cần các bạn mà ai còn tìm hiểu là hãy tin tưởng đấy, hãy cố gắng tin tưởng đấy, phúc cho ai chưa biết mà tin đấy. Cái câu đó là những cái câu truyền lại từ xưa đến nay, như từ tàu hỏa truyền lại từ xưa đến nay, như rồi của Giê-xu cốc này, của câu này của và nói lên là phúc cho ai chưa biết mà tin đấy, thì người đó sẽ hưởng phước đời đời đấy. Thì cái công nghệ này là công nghệ nó đem lại cái gì, cái giá trị nhân văn cho môi trường, cho xã hội, thì chúng ta đầu tư góp sức vào cho xã hội, chúng ta đạt được đó là chúng ta ghi danh vào đó, mà ngược lại chúng ta lại được hưởng cái phước, được có lộc, có trái ngon trái ngọt đấy. Như của chúng ta trồng cái cây đấy, chúng ta trồng một cái vườn cây, đầu tư vào cái công nghệ này, hiện nay là chúng ta cũng phải là cái trồng cây ăn quả lâu năm, trồng cây ăn quả lâu năm đấy. Thì chúng ta ví dụ như nếu trồng một cái cây mà ướm cái cây đến cái lúc khoảng 10 năm trồng một cái xoài ấy, các bạn trồng một cái xoài đi, trong cái xoài nó cũng mất đến 5 năm các bạn mới thu hoạch, đã quá trình bỏ đầu mua, thì lúc đó các bạn cứ lấy cái xoài đó đến mua xoài nó cứ ra trái đấy, cái lúc chăm bón này, lúc khâu chăm bón này, rồi đến cái câu cây thành quả này, thành đến cái cây to này, cây ra quả thì cũng mất cỡ 5 năm. Hẹn mãi em tham gia với anh, ok anh chào, anh cảm ơn em, mãi anh em mình tham gia nhá. Ok em, đấy cái cây nó ra quả như một cái xoài ấy, các bạn tưởng tượng xem cái cây một cái cây xoài đẹp nhất các bạn cùng trồng đã được 5 năm ấy, cái thành cây xoài ra trái ngọt. Và những thời buổi này thì cây xoài nó cũng nhánh thôi, thời buổi này bởi nó áp dụng công nghệ, nó áp dụng cái chết chết cây á, thì nó cũng nhanh, nhưng mà tỉnh cái gốc đồ mà để cái trồng một cái cây cổ thụ thành cái cây cổ thụ á thì cũng mất đến 5 đến 10 năm. Nhưng mà chúng ta công đi vào cái công nghệ này của UHT của chúng tôi á, thì hiện nay nó đi 9 năm rồi đấy, mà công nghệ của chúng tôi nó bao gồm một thập niên, tức là 10 năm công nghệ UHT đấy. Ngài chủ tịch đã sáng chế ra thì nó bao gồm 10 năm, mà hiện nay nó đi đến năm thứ 9 rồi đấy. Hiện nay sản phẩm có mà nó chỉ đến, tôi dám công bố với các bạn là tâm cơ tháng 6 này không có một chút cổ phiếu nào các bạn sở hữu đâu, nếu không nhanh tay, không có một chút cổ phần nào các bạn sở hữu đâu. Nếu các bạn không nhanh tay còn mất cơ hội từ dưới đến tháng 6, các bạn làm sao sở hữu cho tôi, sở hữu được khoảng 1.000 đô hoặc 1.000 cổ phần hoặc 1 triệu cổ phần, hoặc các bạn chưa tìm hiểu được á, thì cố gắng nhanh tay mà tìm hiểu đi. Còn từ dưới đến tháng 6 không có cái thời gian, không có tầm từ tháng 6 không có cổ phần, 16 không có cổ phần các bạn sở hữu đâu. nó nhanh lắm. Bởi sắp tới đây có một cái đoàn cổ đông xin lỗi chưa được nói tiết lộ, xin lỗi những cái xung quả nói ra như không được. Sắp tới chưa được phép nói, chưa phép nói trước. Chào từ Tuyết Lê, chào Nguyễn Chính đấy. Cho nên là chúng ta không để tháng 6, tâm tháng 6 thôi, tháng 6 tháng 7 thôi, không có để mới sở hữu nữa, không nên nhanh tay lên. Ai mà chưa chào Hoa, chào xưởng máy Hoa Cường nha, anh chào em đấy. Đấy, nói đến chúng ta cố gắng sớm á, có tâm của tháng 6, anh nhắc lại cho một lần, tâm của tháng 6 á, thì cố gắng làm sao đến cái tâm của tháng 6 không có, đúng không? Không có cổ phần chúng ta sở hữu, đúng không? Hết thôi. hiện nay cả cái nhà lớn á, là cái lúc này, lúc hốt bạc của họ đấy, lúc hốt kim cương của họ đấy, cái nhà tài trợ lớn đấy, là lúc này là, đúng rồi, sát sóc đóng đấy em chị nhỉ? Lúc này là lúc hút bạc của họ đấy, thì thời điểm này họ vào hàng triệu đô, chúng mày ít đâu, chúng mày họ vào ít đâu. Cái thời điểm này theo thời điểm vàng cho những nhà đầu tư lão luyện, những nhà đầu tư giàu, những nhà giàu có đấy, cái nó đã qua rồi. Mà chúng ta người nghèo như chúng ta không tận dụng lúc này, người như chúng ta không tận dụng lúc này là chúng ta sẽ mất đi cơ hội vĩnh viễn luôn, sau này không có đâu, cơ hội đến tay bạn đấy. Đấy, cơ hội để tay bạn đấy, mà các bạn không tìm hiểu thì các bạn mất đi cơ hội hoàn toàn, không có gì giàu có đâu. Các bạn ai mà chưa muốn thành công, muốn giàu có, trong cái buổi lái xe mua ngày 8 tháng 3 này, bác nói này, ai muốn thành công, ai muốn giàu có, thứ nhất là phải hỏi người chia sẻ cho bạn. Bạn đó chia sẻ gì không hiểu thì người ta sẽ làm tín tưởng người ta, người ta làm giấy tờ cho, người ta làm đầy đủ cái tài sản cho các bạn cho.
chứ các bạn người ta không lấy các bạn đâu đồng nào đâu, không lấy không các bạn tin tưởng người ta đấy, đừng có để người ta làm cho người ta giữ tài sản trong được, không người ta từ tài khoản trong được, không mất tiền không mất cho các bạn đâu, cứ yên tâm đi. Chưa biết thì giúp, để người ta giúp đỡ, để khi thành công rồi, để khi mà ABO rồi thì người ta sẽ làm giấy tờ thủ tục lại cho các bạn đầy đủ và các bạn được phép rút lấy tiền từ đó, người ta chuyển nhượng người ta làm cho, không phải là không bắt cái gì đâu. Các bạn hãy tin tưởng, có niềm tin, chứ đừng có nói tôi đầu tư vào đó đây, tôi được cái gì rồi tôi cố sợ tôi làm được tôi sẽ mất tài khoản, không mất một xu nào đâu. Những con người chia sẻ cho các bạn á thì người ta có trách nhiệm, người ta có tình yêu thương, người ta muốn san sẻ cho các bạn đấy, người ta muốn giúp các bạn chứ người ta không phải là nghĩ cho bản thân người ta đâu. Chứ các bạn cứ cố gắng tin tưởng đi đấy, tin tưởng đi. Không tin tưởng thì các bạn không thành công được đâu. Cái gì cũng phải các bạn phải có niềm tin, các bạn phải có niềm tin thì các bạn sẽ chiến thắng. Còn nếu các bạn không có niềm tin, các bạn không chiến thắng được đâu. Còn ăn đôi, nếu các bạn không có niềm tin này, các bạn không chiến thắng đâu. Bởi vì cái kim tự đồ á, các bạn nên hiểu là cái kim tự đồ là gì. Đấy, kim tự đồ nó có 4 ô. Đấy, thứ nhất là người làm công, người làm công và làm chủ doanh nghiệp và người sở hữu doanh nghiệp. Đấy, và nhà đầu tư. Đấy, các bạn phải hiểu được cái kiếm tự đồ là gì. Nếu các bạn không hiểu thì vào YouTube, YouTube tải về, nói là viết cái chữ kiếm tự đồ. Đấy, kiếm tự đồ thì các bạn vào đó, các bạn hỏi cái kiếm tự đồ để cái người ta phải hướng dẫn cho các bạn từng tí, từng lý, từng tí một để các bạn thành công. Đấy, thành công là cái gì? Kiếm tự đồ thì nhất là mình là đang ở đâu, đang ở góc độ nào, đang ở nhà đầm thuê. Nếu các bạn đang còn nhà đầm thuê thì các bạn học hành đến nơi đến chốn như cha mẹ nuôi con ăn học từ lúc học đến khi thành công. Cha mẹ là người cha người mẹ trước đây cũng muốn cho con thành công rồi là vào để thi đủ để vào trường đại học nào đấy, vào trường đại học đấy, rồi là kiếm cái mức lương hàng tháng là mức lương 4 triệu đến 8 triệu đến 10 triệu để mức lương hàng tháng vậy là có vẻ là sướng rồi để khi về có lương hưu. Nhưng mà dù rốt cuộc nó cũng khổ suốt đời, cũng là phải chạy vài đồng tiền, bởi cái lúc đó cái nhu cầu xã hội nó càng phát triển thì mức lương đó làm sao mình đủ trang trải trong gia đình, thì buộc mình phải đi làm đủ những công việc bên ngoài tăng ca thêm nữa thì mình mới có đủ cái đồng tiền để mà trang trải. Đấy, còn những con người mà đi làm thuê như làm tư như tôi đấy, làm tư như tôi, nếu tôi không có chuyển, tôi không chuyển từ cái ô số 1 mà đến ô số 4 thì tôi cũng đi làm thuê như các bạn. Đấy, như tôi cũng biết, tôi có tầm nhìn thì tôi cũng là chuyển rồi, chuyển từ ô số 1 mà đến ô số 4 thì tôi là ra nhà một nhà đầu tư. Đấy, tôi trước đây là cũng là một người từ một ô số 1 đấy mà chuyển đến kia tao cho tí thì chuyển đến ô số chuyển sang ô số 2, tức là phía bên trái kim tự đồ. Tôi chuyển đến ô số 2, tôi từ mở ra, tôi làm chủ, từ làm chủ. Nhưng tôi làm ngày làm đêm, tôi luôn là một sườn mộc. Tôi làm ngày làm đêm này, đêm tôi cũng làm, ngày tôi cũng làm, tôi làm chủ để mà kiếm đồng tiền đưa lại trang trải trong cái bản thân của tôi. Tôi cũng là một người làm chủ một cái sườn mộc nhỏ thôi, nhưng mà tôi thấy cuộc sống nó khổ. Đấy, thì tôi cũng đã bỏ ra, tôi nói kiểu này thì không ổn rồi. Nếu như mà làm chủ thế này thì vừa làm rồi công việc cũng vất vả mà không được mấy. Thế tôi sau tôi bán đi. Đấy, tôi bán hết máy móc của tôi sẵn ra, tôi bán hết gồ lạt, tôi bán hết. Thì tôi lại làm giấy tờ, tôi lại đi Nga. Đấy, tôi đi Nga cũng đi làm lao động. Đi sang nghỉ đó, anh em mình nghỉ đó, về đó nó nói là tôi đi Nga, tôi sang thân Nga có vẻ là ngon lắm. Ngùng làm công lương cao, lương tháng được khoảng hơn 1000 đô cũng phải ngon rồi. Đối với nông thôn đó, làm tháng một tháng hơn 1000 đô cũng ngon thôi. Đấy, sang cũng ngon thôi. Nhưng mà sang đó, lao động khổ lắm. 1000 đô thì có thật, có lúc là 1000 đô thật. 1000 đô thì hơn 1000 đô có thể là 2-3000 đô là có thật. Nhưng mà vất vả, lắm lù khổ lắm. Chú hết chỗ này, chú hết chỗ khác rồi cái cuộc sống nó đôn chen bên ngoài nó khổ lắm. Đấy, thì tôi là cũng đi Nga 8 năm. Để khi tôi về tôi lại tiếp đi sang Algeria 2 năm nữa. Đấy, tức là từng trải nếm được cái mùi đời, nếm được cái nhu cầu của xã hội, nếm được cái cách thức của cái xã hội nó như thế nào, thì tôi cũng là đi qua Algeria 2 năm, tôi cũng đi lao động. Ngược lại cái đồng lương của tôi là bao nhiêu đâu. Đồng lương của tôi cũng là không được bao nhiêu. Để khi tôi quay về, tôi lúc đó có một người bạn chia sẻ với tôi về đầu tư vào crypto.
thì tôi là chuyển từ kỳ ố thò một, tôi là người lao động mà chuyển sang nhà đầu tư đấy, đâu chuyển sang rồi đầu tư vào crypto đấy, đồng tiền điện tử đấy, tôi đầu tư vào đó. Chào Triều Điệp nha, tôi chào Tuyết Lê, tôi đầu tư cho Mông Phiền, cho đầu tư vào sân sàn tài chính, tôi cũng đã chuyển rồi, nhưng mà do cái kiến thức tôi lúc đó hơi kém, không biết gì cả, mình chỉ là từ một người nông dân cái đầu óc đang mù tịt, tức là mình cũng trưởng thành lên rồi, đấy, đầu óc đang tiếp xúc với cái môi trường là lao động, đấy đang tiếp xúc đi tiếp xúc máu trường, tìm những công việc nào để cho tốt để mà làm việc thôi, chứ không biết là cái cách đầu tư như thế nào cả và cái kiến thức đầu tư như nào cả, thì tôi vẫn quyết định tôi nhảy vào trong cái thị trường đầu tư. Đấy, tôi cũng đầu tư vào cái sân sàn tài chính năm 2018. Đấy, tôi đầu tư vào cái sân sàn tài chính, tôi đã mất tiền. Đấy, tôi cũng mất tiền bởi vì tôi kiến thức tôi kém, mà tôi không chưa đúng đó, tôi chưa hiểu về đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp và đầu tư cổ là như thế nào cả. Tôi là con người mù tịt. Đấy, lúc đó tôi vừa học vừa nghe rồi vừa tôi cũng lầm liều, tôi để muốn chuyển mình thành một nhà đầu tư, thấy người ta đầu tư có thì mình cũng muốn muốn thành công. Đấy. Sorry ai tôi kinh tôi mặn thôi. Ở đấy tôi cũng muốn thành một người thành công, thì tôi chuyển từ lúc đó tôi là đầu tư từ 2018 thì tôi mất hết vốn. Đầu tư từ 2018 tôi mất hết vốn. 19 sang 19 tôi cũng mất, tôi đầu tư vào sân sàn tài chính tôi cũng mất. Nến tôi mất, đầu tư chơi nến, đầu tư cả sân sàn tài chính tôi mất tiền. Đấy, tôi mất tiền. Rồi là đầu tư vào cái đồng tiền CBT, đồng tiền điện tử tôi cũng mất tiền. Đấy, tôi chỉ thắng là cái đồng tiền ADA. Mà lúc đó nó bằng luôn đấy, đồng tiền ADA tôi mua được có ít thôi. Tôi mua được một ít mà để khi tôi mua lúc đó là 0.00001 là 1 đồng. Để khi tôi mua được lúc đó tôi mua có 2 triệu thì được có 160 cõi thôi. Thì tôi mua được được 2 triệu thì được 160 cõi. Và khi nó lên tôi mua 0.00001 thì nó lúc đó tôi được 160 cõi. 160 cõi thì tôi được lúc đó nó lên 6 đô một đồng coin, thì tôi bán cái đó là tôi được lời được cái đó thôi nè, đồng chỉ được lời một cái đó. Còn cả cái sân sàn như tôi đang đầu tư vào đồng tiền CBT thì hiện nay cái đồng tiền điện tử của đồng tiền CBT thì hiện nay còn nó không đã phát triển, nhưng mà cái thì tôi mua nó cũng cao quá, giờ nó tụt xuống dưới thì đợi nó phát triển lên thì tôi cũng có thể bán đi. Đấy, tôi đầu tư vào đó nhiều, nhưng mà sau này tôi bị tìm hiểu quá trình từ 2019 là tôi chỉ được cái đồng đó thôi mà không ăn thua, bởi tôi mua có 2 triệu cho nên không bù được cái số vốn của tôi đã mất đi, nên tôi phải bước sang Dubai tôi đi làm. Đấy, bước sang đi làm thì tôi cũng là buồn. Vì sao? Vì tôi đang là một người đi lao động bình thường. Đấy, mà muốn đến nít tầm tuổi như tôi cũng là 47 tuổi rồi, lúc đó tôi sang 47 tuổi mà giờ nói làm giàu là hơi bị khó. Đấy, muốn làm giàu, muốn thành công là lúc 47 tuổi là hơi bị khó. Đấy, thì tuổi đang từ 25 trở lên, từ 25 trở lên cái năng lực anh có, cái sức khỏe anh có thì có thể là làm giàu thì lúc đó là rất ok. Nhưng mà tôi 45 tuổi rồi, 47 tuổi rồi mà sang Dubai mà làm là tôi thấy vừa nắng này, khí hậu nó nắng vừa thế này thì khó khăn. Thế tôi lúc đó là vừa than phiền, vừa là khí hậu lúc nào nhìn ra bên ngoài cả, cái không khí nhìn ra ngoài cảm thấy buồn, buồn chán. Đấy, lúc đó tôi chưa đầu tư ấy, đầu tư vào đầu tiên tôi chưa đầu tư vào cái công nghệ này. Tôi thấy nó buồn chán lắm. Đấy, tôi thấy nó rất buồn. Thế sau lúc đó tôi mới bảo là đang ngồi chuẩn bị đứng nghỉ là Tết năm nay rồi, bao nhiêu cái khoản nợ nần các thứ ấy, chào Hương Yên rồi từ đây bao nhiêu cái khoản nợ nần này, bao nhiêu cái khoản tiết khác nữa, thì lúc đó là tôi đang nhìn ra ngoài, đứng trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ trên tầng 4. Đấy, nhìn ra cửa sổ thì nghe được một cuộc điện thoại của bạn Lê Thị Sâm, em gái, tức là em gái cái nghề là Lê Thị Sâm, là điện cho tôi. Đấy, bạn nghe Lê Ngọc Sâm đấy, người tiền Ngọc Sâm đang lên đấy. Thì bạn đó là điện cho tôi, hỏi anh ơi, cái công nghệ giao thông vận tải US Skyway này, anh đầu tư vào đi. Đấy, nó ok, nó có như đang xây dựng bên Dubai đấy. Anh chưa biết địa chỉ như nào ạ. Đấy, chưa biết nó xây dựng bên Dubai. Thì anh cũng ở bên Dubai chắc có là đúng đấy, bên Dubai thì cái đất nước của nó giàu có thì có thể là đúng đấy.
công nghệ đang sẽ dừng bên vai anh, có thể là xin địa chỉ ở đâu đó rồi anh có thể xuống xem. Thì lúc đó anh đi hỏi là mình bị hỏi là Mai Linh, Gia Linh đấy, khi là gửi địa chỉ cho mấy anh cũng biết cái công viên chuyển giao công nghệ xa ra nó ở đâu cả, anh bởi Dubai chứ không biết được, mà anh ít đi ra, bởi vì mình đi lao động thì có thời gian đâu mà đi ra đâu, đấy có thời gian đi đâu đi đó đâu, nên là không có thời gian đấy để mà đi. Thế lúc đó anh đi hỏi là bạn Linh, em Gia Linh gọi là em có cái địa chỉ của cái công ty của mình đó không, công ty của UIT đó không, thì anh mới lấy cái địa chỉ đó anh mới đi xuống dưới tầng nơi, đi xuống tầng công trường thì xem đấy, đi xuống xem thì thấy là công trình đang làm việc, chào Vinh, thì công trình đang làm việc mà đang sản xuất, mà thấy những cái tàu đó, những con tàu thử nghiệm thôi, thấy chạy thôi. Tôi về tôi phải đầu tư 2021 tôi bắt đầu đầu tư đến cái thời điểm này thì tôi cũng là ít thôi, nhưng mà số bằng sức lao động của tôi thì tôi sở hữu được 1 triệu cổ phần là tôi cũng cảm thấy sướng rồi. Thì tôi xóa được rồi, tôi thay đổi từ đó, tôi từ con người đó mà tôi chuyển sang một cái nhà đầu tư, đã chuyển sang nhau để thành một người giàu có. Thứ nhất là tôi nhìn thấy được cái công nghệ của UET nó giải quyết được bao nhiêu cái vấn nạn đấy. Thứ nhất là nó cứu được cái hành tinh của chúng ta đấy. Lúc đó tôi về tôi tìm hiểu, tôi vào trong kia quyển bách khoa toàn thư của ngài chủ tịch, tôi cũng đã tìm hiểu, đọc lại cái sơ đồ của ngài và nhìn được cái có những bộ phim của ngài chủ tịch Anatoly, thì tôi đã xem đúng là một người nhà khoa học nổi tiếng, một nhà tổng công trình sư, một nhà giám đốc nổi tiếng khoa học rất chi có tiếng, nhà đã có 200 bằng sáng chế, trên 200 bằng sáng chế của nhà khoa học, 225 bằng sáng chế của nhà khoa học, người Nga nổi tiếng nhất lớp thế giới, Nga sản xuất ra vũ trụ, sản xuất ra rất nhiều, hiện nay đã có 11 chuỗi công nghệ chứ không phải là ít, Nga đã sản xuất nghiên cứu ra 11 chuỗi công nghệ rất ok, rất tiềm năng. Đấy, thì cái đất nước của chúng ta, cái thế giới chúng ta đang rơi vào cái tình trạng hủy diệt. Vì sao? Cho hiện nay cái mức cường độ động đất ấy và cái môi trường để mà gây ra dịch bệnh nó càng ngày càng nhiều, càng giảm phát càng nhiều, càng rất chi vô số. Nếu chúng ta đưa cái công nghệ này vào, áp dụng cái công nghệ vào, một đồng lòng để một sở hữu, để cho cái công nghệ này nó ra đời á, nó tiến hành lên á, thì thứ nhất nó giải quyết được hai vấn đề, nên không thải ra khí độc hại. Tức là nó chạy bằng tiến trên xe ô tô, chạy bên dưới chạy cái công nghệ đốt trong á, thì nó không thải ra khí cái độc hại đấy. Đấy CO2 nó không thải ra trong ngoài, thì mình không hít đi hàng ngày đi, nó không gây ra cái bệnh, cả cái bệnh ung thư này, rồi là viêm phổi này, rồi là gan mật cái tùm lum, nó không thải ra, thì nó đem lại cái môi trường cho mình, chúng ta xanh sạch đẹp, nó tốt, nó chạy lên cao, thứ nhất là chạy lên cao, thứ hai nữa nó rất tốt. Thì chúng ta cố gắng, thì anh cũng nghĩ, mình cũng nghĩ được cái vấn đề đó, thế mình đầu tư, thứ nhất là mình giúp ích cho xã hội, cống hiến cho xã hội, mà thứ hai là mình giải quyết được cái tâm lý của cái bản thân của mình trở thành một người giàu có. Thì lúc đó, từ cái lúc đó tôi cảm thấy lúc nào tôi cũng khỏe, lúc nào tôi có thể trẻ ra thêm vài năm tuổi nữa đấy, tôi trẻ ra được 5 tuổi đấy. Tôi khi tôi đầu tư đấy, tôi đầu tư được thì lúc tôi đầu tư đến giờ đấy, tôi cảm thấy cái tâm tư của tôi rất thoải mái, rất vô tư, tôi không nghĩ không phải lo cơm áo gạo tiền gì cả. Đấy, tôi cảm thấy tâm lý cũng thoải mái, tự nhiên tôi cảm thấy giàu, ở cái tương lai của tôi sau này đã có rồi, tôi có thể ăn rồi, tôi đi du lịch rồi, đấy, tôi sở hữu từng nửa cổ phiếu nó tôi cũng thể làm cái sướng rồi, ok rồi, tôi cảm thấy giàu có rồi, đấy có phải sướng không? Đấy, thì tại sao các bạn, nếu các bạn muốn thành công thì các bạn hỏi tôi. Đấy, tôi lên đây thì nói lên đây các bạn này, không phải tôi cần nói, nếu tôi mà có thể gian xảo hay là một cái vấn đề gì mà không thắc mắc á thì tôi không bao giờ tôi lên mạng làm gì, nhưng tôi lên đây tôi nói bằng sự thật, bằng tâm năng của tôi nói bằng sự thật, bằng tất cả. Đấy, thì các bạn nếu như các ai mà đang tìm hiểu á thì cố gắng nghe và cố gắng tìm hiểu, và có gì thì hỏi tôi nói, bạn bác ơi, hay là em bác ơi, hay là anh bác ơi, thì công nghệ đó như thế nào và cách đầu tư như thế nào, thì tôi sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn làm từ A đến Z như thế nào thật để các bạn sở hữu được cái tài sản. Các bạn giàu có thì tôi cũng giàu có, chứ không phải tôi giàu huy nên tôi không cho các bạn đâu. Đấy, tôi chỉ mong các bạn giàu có hơn tôi,
Đấy, tôi thì có thể là sở hữu cổ phần thôi, sao không được cả. Nhưng tôi chúc cho các bạn là giàu có hơn nữa, tôi mừng mà. Thì tôi muốn đưa đất nước Việt Nam của mình đến, tôi cũng là muốn chia sẻ lên, ai cũng sở hữu cả, ông đồng sở hữu cả, người dân cũng đời khổ, có cái người dân ai cũng sướng cả. Đấy, đó là cái tâm nguyện của tôi. Đấy, bên này tôi thấy được như vậy rồi, thì tôi thấy được sự thật rồi. Tôi ngồi tàu này, và tôi được gặp chủ tịch này, tôi thấy công nghệ nó đi tốt như vậy này, thì tôi chia sẻ lên nói lên đây, để cho các bạn sở hữu đi, cổ phần, để sau này nó sướng. Sướng của các bạn tôi mừng mà. Tôi đi cũng đi ngang á, đi ngang qua nhà bạn hoặc đi đâu cái qua nhà bạn á, thì bạn có thể là mời tôi, bác ơi, vô tàu uống chén rượu, hoặc là vô ta buộc con gà, hoặc ta rủ cháu ta đi du lịch cũng sướng không? Đấy, anh em bạn bè rủ nhau đi du lịch lúc đó, ai không có tiền cả. Đấy, rồi tiền tàu thiếu gì, tàu đi cũng du lịch có sướng không? Lúc đó có sướng không? Nên tôi cũng muốn như vậy, ai người bạn bè của tôi ai cũng sướng cả. Chứ đừng có đầu tắt mặt tối và vui đầu vào cái công việc đó. Các bạn phải thay đổi đi. Thay đổi càng sớm càng tốt. Các bạn phải tìm hiểu vào để mà thay đổi. Đấy, để mà nắm bắt xu thế của xã hội hiện nay nó là gì. Đấy, chứ đừng có học theo những con người mà không biết gì. Khi các bạn biết vào cái công nghệ này, đấy, các bạn biết vào cái công nghệ này á, thì các bạn phải hỏi, đừng có hỏi người không biết. Đấy, hỏi người không biết gì á, thì người đó cũng trả lời với bạn là ồ trời ơi, nó như nọ kia, đừng có đầu tư vào. Đấy, kết cùng như vậy mà thôi, các bạn biết gì đâu. Các bạn hỏi người biết rồi ấy, người ta bày cho chị cần tận nơi chạy tìm cho bạn tận nơi tận chốn, chỉ cho bạn từng tí từng lý một để bạn thành công. Đấy, rồi người còn chỉ cho bạn học những khóa học tiềm năng giá trị để các bạn nâng cao cái bản thân của các bạn lên. Đấy, nhiều khóa học như hiện nay gần cái tập đoàn, gần cái cổ đông của UST đang tổ chức nhiều cái khóa học rất đem lại cái bổ ích, đem lại cái giá trị cho các bạn rất nhiều. Đấy, chứ không phải em đem này đâu, các bạn sở hữu được cái công nghệ này, các bạn được lời tất cả, chứ không có lỗi, không có là hại cái gì cả. Nên thế tôi chỉ mong các bạn cứ đầu tư vào đi, cố gắng sở hữu đi, nó lời lắm, nó tốt lắm, đầu tư đi. Đấy, thì bác dùng cái tâm tư của bạn, bác mở lên là nó sự thật, nên là như vậy không, chứ đừng có bỏ qua để chào ông Nguyễn Thị Nhung. Các bạn cần phải nỗ lực, ví dụ cần phải nỗ lực nhiều cái khả năng của bạn. Nếu các bạn có niềm tin, không có niềm tin, không có nỗ lực, thì các bạn cứ cúi đầu cúi đốc ăn rồi đi làm thuê. Đấy, còn cái khung thứ hai, bắt cái này nói là cái khung thứ hai là cái kiếm từ đồ đấy. Đấy, tức là để đó là câu không không thứ một là bắt từ chuyển sang nhà số 4. Chứ bác chưa nói hết cái bác chưa nói cái ô số 1 đâu. Bác chỉ nói ra rộng ra cái gì, chuyển sang cái ô số 1 nói cho hết đi. Thì các bạn nếu như hiện lên thế nào bây giờ, các bạn cho con các bạn ăn rồi học xong, thi hết học học 12, hết lớp 12, rồi học đại học. Xong rồi các bạn cùng có thể là đi đầu tư. Chào con trai nhá. Chào con trai Nguyễn Quân, con trai là có anh Toàn Ký có video đấy. Để bố gửi về cho con nhá. Bố đâu bố góp cho con cái gói ghi danh đấy, là có anh Toàn Ký rồi, có thể bố gửi về cho con cái video này, con có thể lên nói với bạn bè đâu là cái tối có tài sản này, cứ nói lên cũng thừa gì đâu con ạ. Cứ nói mày lên đi, chia sẻ cho anh em con có tài sản này, cứ nói mày lên cũng sợ gì cả. Đấy, con cứ yên tâm nhá, con trai nhá. Hôm nay mùng 8 tháng 3 có đi tặng hoa cho em nào không con? Hôm nay con có em nào đi tặng hoa không? Tặng hoa cho em nào không? Người nhận. Đấy, thì sơ bộ là như vậy. Nên cái chúng ta muốn trở thành một con người thành công. Đấy, thì chúng ta tốt nhất là phải chuyển từ ô số 1. Chứ đừng có chuyển từ ô số 1 đến xuống ô số 2. Ô số 2 thì chúng các bạn cũng một lần mở ra một cái doanh nghiệp. Mở ra một cái như cái doanh nghiệp là như kiểu một cái mấy cái tiệm cà phê này, rồi một cái tiệm tạp hóa này, để rồi các bạn cũng làm thay người mà thôi. Nếu các bạn mở ra một cái tiệm tạp hóa thì các bạn cũng phải bỏ ra một đống vốn, rất nhiều vốn, rồi các bạn phải đứng đó thức đêm dậy sớm, các bạn bán để chiêu khách hàng. Nếu không các bạn không chiêu khách hàng thì các bạn sẽ lấy khách sau đi rồi khác không mua. Bởi thời buổi này nhiều cái tạp hóa, chứ không phải một người khôn của có nhiều tạp hóa để mở ra để các bạn đầu ra tranh tranh mà người này mở được thì tôi cũng mở được, cho nên là nhiều người nó mở ra thì các bạn nếu không chiều khách cũng thức đêm để sớm nửa đêm, có khi liều lúc nửa đêm người ta kêu cùng các bạn cũng phải dậy mà bán hàng,
không bán hàng thì người ta sẽ đi chỗ khác, người ta mua bữa sau người ta không mua cho bạn nữa. Đấy, nhưng nếu các bạn bỏ ra khoảng 500 triệu để xây dựng lên một cái tập khoản như vậy, muốn tiền tâm, thì tập khoản nhỏ nhỏ thì người ta không mua. Đấy, về tập khoản lớn, phải bỏ ra tiền tỷ. Đấy, nhưng mà các bạn thu về là nhỏ giặt, có thể 2-3 năm, các bạn mới thu được về là 4-5 năm, các bạn mới thu về đầy vốn. Nhưng, tôi hỏi một mâm, nhưng các bạn bỏ vào 1.000 đô trong dùng cái đòn bẩy tài chính, thì các bạn nghĩ sao? Cái đó tôi chưa nói hết, chưa nói đến để hướng dẫn cho nói về cái vấn đề này. Đấy, thì các bạn ví dụ các bạn mở ra một cái xưởng, như các bạn mở ra một cái xưởng là hàn xì hoặc là tiệm cà phê hay là kinh doanh một cái mặt hàng như đó, thì các bạn cũng có một cái đống số tiền. Đấy, cùng với thức quê dậy sớm là người cũng toàn thời gian các bạn dùng vào đó, thì các bạn cũng có thể thoát ra được, đúng không? Các bạn không có thể thoát ra được. Đấy, thế cho nên là không, các bạn phải chuyển và bạn gom nhân gom dân. Còn các bạn đến cái ô thứ hai, ô thứ ba, bác thì nói ô thứ ba để kiếm được đồ. Nếu ô thứ ba tức là các cái doanh nhân, đấy, các cái doanh nhân thành công họ mở ra một cái xưởng đấy, như cái xưởng dày giá này, xưởng máy to lớn này, rồi cái này họ thuê công nhân về, họ làm. Họ thuê công nhân về thì họ phải ép thời gian. Họ phải ép thời gian. Công nhân ví dụ một tháng còn một tháng của công nhân làm, họ thả ra cho 18 triệu hay là 10 triệu gì đó. Đấy, chứ các bạn phải toàn thời gian, họ tăng ca một giờ giấc, các bạn phải vô làm được 100 đồng. Các bạn phải làm ra cho chủ 100 đồng thì chủ phải trả cho bạn 10 đồng, 20 đồng. Chứ không phải bạn phải bán sức lao động cho cái thời gian đó. Bạn không nghĩ, các bạn chỉ nghĩ bấm một nút chiếc điện thoại thôi, họ sẽ trừ lương các bạn rồi, họ sẽ nhắc nhở các bạn rồi, thì các bạn phải chuyên tâm vào cái công nghệ đó, cái việc đó các bạn làm. Nhưng các bạn may, họ khoán chờ hơi bữa giờ thì may họ khoán theo cái sản phẩm. Đấy, may thì họ khoán theo cái sản phẩm, thì các bạn phải làm được từng đó, khoản tỉnh theo cái đến cao công nhật, khoản theo cái sản phẩm cho các bạn cả. Đấy, thì các bạn phải làm được cái số lượng ví dụ 10 triệu, thì các bạn làm đạt được 10 triệu thì tập đoàn ở công ty nó phải đưa lại vì trả cho các bạn là 22 triệu. Bởi cái số lượng của nó phải bỏ vốn ra này, nó thuê các bạn này là bao nhiêu cái chi phí sinh lợi nhuận, những người chủ đó cũng là người chủ đồng chúng, tức là ổ bên phải kiếm từ đâu, tức là sang bên phải đấy, sang bên phải kiếm từ đâu đấy, cũng là nhà đầu tư, trong họ đầu tư khôn ngoan, đó họ cũng là một cái doanh nghiệp khôn ngoan, tức là họ bỏ vốn ra, họ cho công nhân thuê công nhân về làm. Đấy, còn đến cái ô thứ tư là chuyển sang từ ô số 1 đến ô thứ 4, ô số 2 sang ô thứ 4, ô số 3 cùng chuyển xuống ô thứ 4. Tại vì sao? Đấy, tại sao bác chỉ nói sơ bộ là cái này, ô thứ 4 là các cái nhà đầu tư, tức là gọi đầu tư. Đấy, các bạn tìm những có những cái đầu tư các bạn phải tính thế này. Một, nếu đầu tư trên sân sàn tài chính thì các bạn sẽ mất tiền. Còn đầu tư vào những cái gì mà không có lời, chỉ có lời trước mắt á, các bạn đầu tư vào cái sân sàn tài chính, đầu tư vào cái dự án mà cả cái công nghệ khác á, mà nó không có cái tiềm năng, không có cái giá trị á, không có cái giá trị gì cho xã hội á, thì các bạn sẽ mất tiền vào đó. Hoặc đầu tư trên sân sàn tài chính các bạn cũng sẽ mất tiền vào đó, vì các bạn không có kiến thức. Còn nếu như các bạn tìm hiểu cả cái doanh nhân, doanh nghiệp tiềm năng, có 5 cái yếu tố mà các bạn cần phải biết được, đó là mình muốn sở hữu cổ phần của doanh nghiệp. Đấy, thì thứ nhất là các bạn phải tìm được ngài chủ tịch này, ngài đó là ai, và người đó nghiên cứu ra cái gì. Đấy, mà đang làm cái gì, mà nghiên cứu đến cái gì có giá trị cho xã hội hay không. Đấy, và cho đem lại cái lợi ích gì cho hành tinh, mà đem lại lợi ích gì cho cái bản thân mình. Đấy là câu thứ nhất, mà ngài đó có tâm tài hay không. Lúc đó cái thứ nhất là ngài mà các bạn phải tìm hiểu về nó. Còn cái thứ hai là thứ nhất cái ngài sàn cái doanh nghiệp đó nó có kiểm toán hàng năm hay không. Đấy, có kiểm toán hàng năm và cái doanh nghiệp đó nó như thế nào. Đấy, nó kiểm toán hàng năm này có cái mã EQ, mã định danh này, mã định danh của quốc tế đã chấp nhận hay không, có cái mã đó hay không. Nếu không có cái mã đó, một cái doanh nghiệp nào mà không có một cái mã đó thì các bạn nên tránh xa nhá. Hỏi ví dụ ai kêu các bạn đầu tư một cái bất kể một cái lĩnh vực gì. Đấy, các bạn hỏi được cái mã định danh và hỏi được người giám đốc đó là ai. Đấy, thì các bạn nên đầu tư vào. Cái đó ok, biết được cái người giám đốc này, biết được cái mã định danh này và biết được cái kiểm toán của cái tập đoàn đó nó hàng năm nó như thế nào.
đấy là có bán đầu tư vào đó, ok đấy, có bán khi kiểm nghiệm biết được vào cái biết được cái hai cái đó, tức là cái công ty đó nó làm cái gì đấy, nó làm cái gì và nó sản xuất ra cái mặt hàng gì, nó có lời cho cái xã hội hay không, có lời cho hành tinh hay, nó đem lại có lợi ích gì cho mình hay không, là cái điều thứ hai. Và thứ ba nữa là cái kiểm toán hàng năm đấy, cái kiểm toán hàng năm của tập đoàn đó đấy, kiểm toán hàng năm của tập đoàn đó nó có kiểm toán hàng năm hay không, mà nó có kiểm toán được bao nhiêu lần rồi, có lời lần hay không, mà nó có phát triển mạnh hay không, là cái kiểm toán đó các bạn phải có, phải đòi hỏi. Khi các bạn đầu tư một cái doanh nghiệp nào cùng của các bạn phải đòi hỏi, những cái doanh nghiệp của quốc tế thì nó có đầy đủ những cái bằng chứng đó, đầy đủ cái pháp lý minh bạch đó, được quốc tế công nhận, được xã hội công nhận, được cái đó nó ok đấy. Có viện khoa học hàn lâm Nga cũng đã công nhận là cái tập đoàn đó đấy, có đó con sản xuất ra cái con nó còn hiện nay, tức là sản xuất ra khi tập đoàn đó, một cái yếu tố thứ ba tức là tập đoàn đó sản xuất ra cái mặt hàng gì, nó đem lại cái giá trị cho xã hội hay không. Thì tập đoàn chúng tôi UST Unitsky đấy, thì nó sản xuất ra cái mặt hàng là giao thông vận tải trên cao, mà nó có 11 chuỗi công nghệ chứ không phải là một công nghệ nha, không phải riêng công nghệ giao thông vận tải trên cao, mà nó có 11 chuỗi công nghệ, nó rất tiềm năng, rất giá trị đấy. Thì thứ nhất các bạn nhìn được con tàu chạy trên cao đó, nó đem lại cái giá trị gì, thì các bạn nếu đầu tư vào đó thì trong cái tương lai tới thì các bạn sẽ ok. Thứ nhất là cái đồng vốn từ một nhà đầu tư, cả cái doanh nghiệp rồi là nói hết cái khâu này rồi tôi bị nói cái đồng vốn sau Sâm Nguyên nha. Đấy thì các bạn tìm hiểu được cái ba cái công nghệ đó, ba cái cách thức đó, bốn năm cái tiêu chí đó, tức là cái sản phẩm của doanh nghiệp đó sản xuất ra những gì, và kiểm toán hàng năm đấy. Và hiện nay công ty của chúng tôi, tập đoàn của chúng tôi đã đi được bao nhiêu năm rồi, nếu những cái tập đoàn nào đang gọi vốn một năm hay là đang gọi vốn mới gọi vốn thì các bạn cần phải cân nhắc kỹ càng, tức là gọi vốn này và cái lúc sơ khai của nó, cái bản quyết định của nó là bao nhiêu năm, khi họ kể cái hiệp ước của nó là bao nhiêu năm sẽ thành công cái tập đoàn đó. Còn các bạn hiểu không ạ, sẽ thành công mà sẽ IPO thì các bạn phải tìm hiểu, tức là nếu nó có định dạng của nó là 10 năm, ví dụ như định danh của nó là phải 10 năm vì thành công thì các bạn phải hỏi được, phải biết được cái pháp lý của nó là như thế nào, nó có kiểm toán hay không, chào bậc tình nhá, nó có kiểm toán cụ thể hay không. Đấy, lúc đó các bạn đầu tư vào đó thì các bạn sẽ là thắng. Nếu không có cái mà gì kiểm toán á, không có cái pháp lý gì á, không có một cái, không có giám đốc nào đứng ra để bảo kê cái vấn đề đó thì các bạn không nên đầu tư vào cái đó. Bạn đầu tư vào chỉ mất tiền mà lừa mà thôi. Đấy, tôi nói với các bạn như vậy. Như vậy, còn giờ sản phẩm tập đoàn của chúng tôi đã thương mại toàn cầu, mà hiện nay chúng tôi đã đi được 9 năm rồi, chỉ còn 1 năm nữa chứ đã, chúng tôi đã thương mại rồi, mà đã thương mại vào thị trường Đông Nam Á này, ba khối Ả Rập Xê Út này, Nga này, Anh này, Đức này, tất cả cái khối EU trên ta dưới, sắp tới đây nó sẽ sử dụng công nghệ của chúng tôi, bởi vì công nghệ của tôi nó tiềm năng, nó giá trị, nó giải quyết được ách tắc giao thông này, nó không thải ra khí độc hại này, nó không gây ra tai nạn chết người này, đấy, nó chạy bằng năng lượng này, đấy, nó chạy bằng năng lượng, nó không cần người lái đâu, chạy bằng hệ tự động, nó không cần người lái đâu. Các bạn chỉ ngồi xe, các bạn quẹt cái thẻ cái, các bạn đến chỗ nào, ví dụ như từ Bắc chí Nam, từ Hà Nội ra Bắc, đấy, từ Hà Nội ra Bắc thì có những cái trạm nó có bao nhiêu trạm ga, thì bạn đến trạm ga nào, các bạn quẹt cái thẻ đó, thẻ bạn ấn vô cái sổ đó để ga Vinh này, thì các bạn ấn vào ga Vinh, thì nó xuống ga Vinh, các bạn xuống ga Vinh, thế thôi. Nó đơn giản, nó hiện đại lắm. Đấy, các bạn phải tìm hiểu chứ đừng có bỏ qua một cái chi tiết nào. Chào Đinh Xuân Hoa nha, chào Sâm Nguyên, chào Bậc Tính nha, chào chào Đào Xuân nha, Đào Xuân về. Xuân về, Đào về đấy. Xuân về, Đào về đấy, Đào Xuân về. Đấy, còn cái các bạn muốn chuyển từ cái ô số 1 đến ô số 4, như hiện tại mà các bạn đang còn đi làm thuê, đang chui lùi đi làm thuê sang chủ này, thường chủ các bạn thời gian cho họ, và ngược lại các bạn là mất sức,
các bạn đổ sức ra rất nhiều để các bạn làm, để có đồng tiền thu hoạch cho các bạn. Và thưa các bạn, nếu các bạn không đổ sức ra, các bạn ngồi chơi ăn, ai trả lương cho các bạn, đúng không? Nhưng là điều là các bạn đầu tư vào các doanh nghiệp như doanh nghiệp UST của chúng tôi đang đầu tư đây, thì các bạn có thể ngồi chơi mà vẫn có tiền, ngồi chơi mà vẫn có tiền. Tại vì sao? Đấy, khi tập đoàn, khi các bạn đầu tư vào hiện nay, các bạn đầu tư vào khoảng 1.000 đô, 1.000 đô hiện tại bây giờ trong cái khoảng 2 ngày hôm nay này, từ ngày nay này, ngày mai này, ngày kia này, thì là 1.000 đô được 90.000 cổ phần, hoặc là 5.000 đô thì được 450.000 cổ phần. Mà hiện nay thì tôi đang có một cái, tôi đang có phiếu 1/100. Đấy, bạn nào có thiện chí mua một nghìn đô được 100.000, thì tôi được 100.000 cổ phần, tôi sẽ tặng cho. Đấy, bạn nào thích tôi sẽ tặng cho một phiếu 100. Đây, tôi sẽ tặng cho, tôi giúp cho. Có bạn đi đâu, nó ok mà, đúng không? Thì các bạn cố gắng lên, trong thời điểm này là có. Tôi chỉ có phiếu đến 130 ngày, tôi không phải là khi nào hết cổ phần, còn 130 ngày thôi, còn 3 tháng rồi thôi. Hơn 3 tháng là các bạn không còn nữa đâu, không có thời gian nhiều đâu, chỉ còn 3 tháng, 103 ngày là các bạn không còn phiếu đâu, không còn thời gian. Sorry, không còn thời gian mà sử dụng nhiều đâu. Chào hướng biển, không còn một thời gian sở hữu nữa. Để khi mà tìm nói thì gọi cơ hội này mà các bạn không sở hữu được thì mất đi hoàn toàn. Đấy, đến cái công nghệ của chúng tôi là thật. Tay tôi sờ, mặt tôi thấy, tôi đã đi đến tận nơi của tận công trình như vậy đó, nó rõ ràng rồi. Tôi chia sẻ cho các bạn cố gắng tìm hiểu đi. Đấy, nó thành công mà. Đấy, thì các bạn muốn chuyện tìm hiểu thì các bạn từ cái ô tô chào hướng biển tặng cho em. Em tặng cho những người nào mà chưa mua cổ phần ấy thì được. Chứ tặng cho em thì em để nhận thêm để người khác lại không có. Em không thế. Tặng khuyến khích cho những người nào muốn đầu tư là anh sẽ tặng cho 1.000. Còn em có rồi, em có, em hiện nay sở hữu hướng biển được bao nhiêu là cổ phần đấy nhỉ? Hướng biển hiện nay được bao nhiêu triệu cổ phần rồi? Trả lời cả nhà. Nói chung là trong cái cơ cấu này á, thì mình là con người đi làm thuê. Tôi cũng vậy. Tôi cũng chỉ nói cho các bạn hôm nay này là cái ngày 8 tháng 3 là muốn chuyển từ cái nhà đầu tư, ô người làm công mà sang nhà đầu tư, thì các bạn cần phải hiểu cái kiếm từ đồ. Đấy, để mà thành công. Chứ không, đừng có đi cong lưng cò đất cò khổ rồi đi làm công làm thuế cho người ta suốt năm canh mà thời gian các bạn lại gò bỏ theo thời gian của các bạn. Đấy, cho nên là các bạn muốn thay đổi cái cách đầu tư để mà trở thành người giàu có thì các bạn phải chuyển từ ô số 1 mà đến ô số 4, tức là nhà đầu tư. Đấy, không biết thì vào YouTube để tải về xem nhá. Trong đó nó sẽ hướng dẫn cho các bạn là bằng tải cái kiếm từ đồ về. Kiếm từ đồ đó là của ngài ạ, Warren Buffett, ngài giàu nhất, là tỷ phú giàu nhất của thế giới. Hiện nay ngài đã ngài cũng là một người nhà đầu tư từ lúc còn 10 tuổi. Warren Buffett đấy là ngài đã đầu tư từ lúc 10 tuổi, từ 100 đô, mà ngài hiện nay bây giờ đã có 1.106 tỷ đô, giàu nhất thế giới đấy. Thì các bạn nghĩ xem. Đấy, thì các bạn nghĩ xem, từ năm 10 tuổi đó, người ta ghi lại những quyển sách đó, người ta ghi lại tiểu sử cho người ta, tiểu sử đó. Thì các bạn nếu không đầu tư thì các bạn không bao giờ các bạn thành công được. Đấy, thế nhưng tôi khuyên những con người mà cả nhà em có được 3 phiếu 100 rồi anh. Chúc mừng em nhá. Còn 3 phiếu là chúc mừng rồi. Em vậy nữa có 9 phiếu anh nữa. Em khôn nhất đấy nhỉ. Các anh chị chưa có cổ phần của UST, nhánh chân
nhanh chân nhanh tay lên nhá. Thế đúng rồi, con sở hữu chỉ con 3 tháng thôi, đến tháng 6 hết không còn đâu. Tháng 3 này này. Đến tháng 6 nó không có cái mà sở hữu đâu. Tức là còn 3 tháng 103 ngày. Các bạn ạ. Tôi bảo trước các bạn là 103 ngày. Nhá. Thì các bạn tính đã 7 tháng, hơn 3 tháng tí. Không có nhiều đâu. 103 ngày thì không có. Tôi bảo cả bạn trước là 103 ngày, từ đây đến một con 103 ngày. Không có nhiều đâu. Không có thời gian để cho cả bạn sửa cổ phiếu nhiều đâu. Sắp hết rồi. Đây, để bảo cho bạn tìm mình ấy. Còn những người làm đầu tư chưa tìm hiểu thì cố gắng tìm hiểu. Không biết thì gọi cho tôi. Không còn gọi cho những cái nhà chia sẻ cho các bạn ấy. Người ta chia sẻ cho tôi thì cố gắng nắm bắt đi. Cố gắng hỏi lại người ta để người ta bay vô. Mà sở hữu cổ phần. Hiện nay cái gọi ghi danh á. Cái gọi ghi danh 5.000 đô thì còn có 2 tháng thôi. 2 ngày thôi, quên đi. Xin lỗi. Các bạn muốn thành công là cái điều nhất này, các bạn học trước. Các bạn muốn làm một cái gì á thì các bạn có thể là chia sẻ cho tôi, cố gắng nghe đi, học đi. Nghe đi, học đi, học trước đi. Học đi chứ đừng có mình liều mà đầu tư vào những cái sân sàn tài chính nhá. Đừng có nghĩ là người ta chia sẻ cho nó lời trước mắt nó ngon lắm. Lời trước một ngày có thể là lại suất mấy hàng ngày cho các bạn có thể ngon lắm. Đừng có đùng tay vào đó nhá. Đừng có chúi đâu vào đó, các bạn mất tiền đấy. Hoặc là có hai cái vấn đề, các bạn cũng đừng có vay tiền ngân hàng. Mà cái bọn làm online nó vay nha. Nếu mà các bạn muốn vay, bảo họ là các bạn làm giấy tờ đi, chuyển tiền cho tôi. Đấy, chuyển tiền cho tôi, làm giấy tờ xong chuyển tiền tôi sẽ chuyển lại cho bạn cái lộ phí đó. Ok. Nhưng nói vào chuyển tiền trước cái để tôi làm lộ phí cho tôi chở nhá. Bởi tôi cũng dính rồi. Tôi không cần vay mà. Chứ tôi không dính rồi, tôi không mất tiền rồi, nên tôi nói là các bạn cái vấn đề đó. Chứ đừng có nghe cái bọn đó nhá, bọn cho bệnh đấy, bọn lừa đảo đấy. Đấy, tôi nói các bạn như vậy, bọn cho bệnh, bọn lừa đảo đấy. Chứ các bạn muốn vay á, thì bạn nói là nếu tôi vay, thì các bạn làm giấy tờ rồi chuyển tiền cho tôi. Bởi tôi nằm bằng chuối, tôi không phải là nằm gáng, giấy tờ của tôi các bạn cầm. Thì tôi nằm bằng chuối, chứ không được tớm, không chuyển một xu nào cho nó hết. 100 chỉ 100 nó không lấy, nó ngụm luôn chứ nó không ấy đâu. Thì 50.000 nó ngụm luôn, nó không trả đâu, cái bọn cho bệnh như vậy đấy. Cho nên là các bạn cần cẩn thận. Ok, anh cảm ơn Hương Biển. Ok. Đấy. Nói chung là cái dự án chúng ta đi đến cái thời điểm này á thì nó là thương mại rồi, nó thương mại toàn cầu rồi, nó thương mại cái khối Thiết Tình Bắc Giang. Ok. Thiết Tình Bắc Giang Thất Tình Bắc Giang à? Thất Tình thì sáng nay với anh đang thất tình đấy. Đang thất tình đấy. Thất Tình Bắc Giang im Thiết Tình lắm đấy. Hãy ẩn lên đấy. Em có thể lên chia sẻ tí cho anh em xem. Chúng ta có cái ba cái nguyên tắc này mà chúng ta là cần phải biết đấy. Thiết Tình Bắc Giang, người nhận 103 ngày là như nào anh bác ơi? Vào muộn chưa kịp nghe. Nói chung là trước đây á, cái phiếu được tăng ấy, xem nào, là có thể hết cái giai đoạn 15, được tăng đấy. Thế cái giai đoạn 15 thì có thể là 107 ngày hoặc 207 ngày đấy, cái giai đoạn 15. Thì em xem đi, như cái phiếu
phiếu quà tặng của chúng ta, tặng 100 đấy, thì nó cái thời hạn của nó chỉ được có 103 ngày. Đấy, 103 ngày thôi, không có nhiều. Đúng không? Thì không còn nhiều nữa. Theo như anh thì không còn nhiều để mà mua cổ phần nữa. Đấy, còn về cái vấn đề nói là cái lộ trình để có tập đoàn của chúng ta, theo anh lộ trình của tập đoàn chúng ta thì anh chưa nói cái gì cả. Đấy, mà anh khẳng định là tầm tháng 6 này nó sẽ hết, nó không bán cổ phần đâu. Đấy, bởi vì trong thời điểm này cả cái nhà mà nhiều tiền á, nó vô nó nhiều lắm. Nó vô hàng triệu đô để họ gom cổ phần chứ không phải là ít. Nhưng mà họ không nói ra, không cho thổ lộ ra đâu. Trên thời điểm này đất hàng triệu người, triệu đô họ gom cổ phần. Chứ mà ít đâu, họ không nói ra đâu. Trên trong thời điểm này họ gom rất nhiều. Em ạ. Còn cái nói 103 ngày thì nó theo nghĩ thì 103 ngày thì nó không có cổ phần nữa. Nó đến tháng 6 thôi. Nó hết cái giai đoạn thì nó đóng luôn chứ còn gì đâu. Nó đến tháng 6 thôi thì không có đâu. Anh nói anh mách theo dự tính thôi. Còn anh chưa khẳng định cho chắc chắn cái vấn đề đó, mách theo dự tính thôi. Ừ. Chứ mà cái linh tính của anh thì nó tạm thời là khoảng 85% đấy. Theo linh tính của anh đấy. 85% đấy, chứ không phải là 100%, nhưng 85% lính tình của anh nữa. Chào ông Nguyễn Hữu Hùng. Nguyễn Hữu Hùng là quê ở đâu nhỉ? Nguyễn Hữu Hùng là cái họ Nguyễn cũng giống họ nhà mình nhỉ. Chào Nguyễn Huệ Minh. Nguyễn Huệ Minh chứ mới mới là chào Nguyễn Công. Chào mấy Nguyễn Công, chào Nguyễn Công. Đấy, thì chào thiết tình mặc giang cái này vào mà do cái màng kẻm em ạ, không vào được. Bắc Sai ở Bắc Sai à? Bắc Sai nào? Nguyễn Hữu Hùng là ở Bắc Sai nào? Mình cùng Nguyễn Hữu Bắc đấy, mình cùng Nguyễn Hữu đấy, mà bạn ấy ở Bắc Sai nào? Họ bạn có hay vào trong ở Bắc Sai à? Chào Nguyễn Thuy và Skyway. Đấy, thì nói chung là trong cái sơ bộ công nghệ của chúng ta thì nó đang cái thời điểm này phát triển rất mạnh. Chào Nguyễn Thuy. Ok, chào chào em. Trong thời điểm này phát triển rất mạnh mà chúng ta không nắm bắt thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội. Bởi cái thời điểm này là thời điểm vàng cho những nhà đầu tư lão luyện, những nhà đầu tư ngon rồi, những nhà tỷ phú rồi, là họ đầu tư vào cái thời điểm này thiếu đoạn kiếm cương cho họ đấy. Bởi qua thời gian gọi vốn đó, thì nó xa rồi. Từ cái lúc gọi vốn này nó qua cái nhiều đấy, nên nó đầy đủ cả. Nên chúng ta mà không sở hữu sớm thì đến cái ngày này là cơ hội bọn giàu nó gom hết, mình không có cơ hội mà gom đâu. Hữu Hùng, ok, chào Hữu Hùng. Chào Hữu Hùng, mình sở hữu trong sớm á. Nếu như ai mà đang còn tìm hiểu mà chưa ấy thì cứ nhắn tin cho bác, gọi cho bác. Cứ chưa sở hữu cổ phần á thì cứ gọi cho bác. Giúp cứ hết sức gọi cho bác đi. Hà cái tối xuống nó gọi cho bác, trong bác có sẽ giúp đỡ cho. Nó giúp đỡ cho làm sao có cổ phần. Còn cứ tin tưởng đi, mà không mất một đồng nào cho các bạn hết. Tiền các bạn không mất một xu nào hết. Thế ngược lại các bạn hưởng có cái tài sản, hưởng muôn đời, đời bạn, đời cả con cả cháu của các bạn. Đấy. Còn cái này bác cũng nói về cái vấn đề là kiếm từ đâu mà bác cũng giải thích hết cái mục đích đó đấy. Thì các bạn năm sau mà hiểu được cái vấn đề đó thì cố gắng là sở hữu thêm. Đấy. Đấy, cho nên là chúng ta chỉ cần tuyệt vời quá anh ơi. Anh biết em, anh cảm ơn em, không biết. Đấy. Thì chúng ta làm sao á trong cái thời điểm này. Vâng ạ, để anh nói về cái vấn đề một tí này, nói câu sách mách câu chính như vậy đó, cũng phải nói câu sách luôn. Nói cái gì vậy ạ? Hỏi chúng ta chỉ cần hiền hữu thôi. Hiền hữu là luôn là sức mạnh. Đấy, hiền hữu luôn đem lại cái sức mạnh cho chúng ta. Đấy, bạn không thất bại thì bạn là chưa tìm được gì mới mẹ cả. Nếu bạn muốn thành công thì bạn chưa thất bại,
Nói chung bạn không thất bại tức là bạn chưa tìm được một cái gì mới cả. Có thất bại thì mới có thành công. Đây, có thất bại rồi thì khai thông được cái ý chí mới. Đúng các bạn. Nếu muốn thành công thì phải thất bại được vài lần. Đấy, nhưng mà giờ những cái công nghệ này nó tốt đẹp như vậy rồi thì chia sẻ cho những người mà đằng sau lại thì người ta trưng trải cho thất bại thôi. Thì chia sẻ lại những cái giá trị đó thì các bạn không cần phải thất bại nữa đâu. Các bạn thành công luôn đi như vậy. Giờ các bạn thành công luôn rồi đấy. Theo anh thì năm nay các cổ đông UST có nhận được cái đây có nhận được cổ tức hay không nhỉ? Nói chung là cái này á thì anh chưa dám khẳng định về cái vấn đề đó. Nhưng theo như lộ trình của chúng ta trong năm 23 này á thì anh là chủ tịch cũng nói là năm nay tin rất vui. Đấy, thứ nhất là cái nhà đầu tư là tin vui. Tin vui cho tập đoàn chúng ta nhiều thứ vui. Đấy, còn anh chưa khẳng định được là đầu tư có đầu tư hay không. Cái nó thì chỉ có chủ tịch trả lời với anh thôi. Còn anh theo nhận định thì lộ trình của tập đoàn của chúng ta thì đến thời điểm này nó có cổ tức là đúng. Chứ không sai. Đấy, nó có cổ tức. Anh khẳng định là có cổ tức. Đấy. Cuối năm nay có cổ tức. Đấy, còn cái lộ trình của tập đoàn thì buộc một cái tập đoàn nào trước khi IPO là phải trả được cổ tức 3 lần. Đấy, thì cuối năm nay có thể là có cổ tức. Còn cái ngày giờ mà trả cổ tức như nào với chủ tịch nó sẽ công bố. Còn anh khẳng định là cuối năm nay có cổ tức. Thế thôi, cuối năm nay là có. Bởi cái lộ trình của tập đoàn của mình đi nó tiềm năng lắm, nó giàu, nó chắc chắn và nó an toàn lắm. Chúng ta là thương mại, ông xây nhiều tuyến đường đây. Chúng ta hiện nay là Dubai Mall, anh ở bên Dubai Mall này. Có những tuyến đường là đã có này. Đấy. Và Indonesia này cũng đã có này. Đấy. Và chúng ta cũng đã xâm nhập vào thị trường Đông Nam Á này. Đã xâm nhập này. Và cả cái khối Ả Rập, là có 10 dự án này. Đã được ký kết và được nhận 10% tiền đây này. Đấy. Và năm nay thì chúng ta cũng có là 4 cái dự án cũng có thể là hoàn thiện này. Thì cái cổ tức đã ở đó chứ đâu. Đúng không em? Đấy. Thì cổ tức ở đó chứ ở đâu. Thì chúng ta cũng làm ăn ra lợi nhuận, thu được ra lợi nhuận thì chúng ta có cổ tức thôi. Cái đó theo anh nghĩ là như vậy. Đấy. Đấy, cũng hiện nay chúng ta không phải là từng đỏ dự án. Bây giờ còn 52 dự án là đang bảo cái sơ khai bữa đầu năm. 52 dự án. Nhưng cái lộ trình của chúng ta hiện nay đang cần một cái gì? Cần xây dựng cái nhà máy này. Ở Dubai cũng phải xây dựng nhà máy này. Bên Belarus cũng phải xây dựng nhà máy này. Khu thử nghiệm này. Đang còn cần một cái tuyến đường 500 km để cái tuyến đường thành công. Để cái tuyến đường thành công thì chúng ta cần phải gọi vốn. Bởi cái tuyến đường nó cũng mất một số vốn rất lớn. Cần phải 20 km đường. Chào Nguyễn Trung nha. Cần phải 20 km đường có thanh và hàm. Đấy. Có 10 m tăng tốc và 5 m thanh và 5 m hàm. 5 km hàm thanh, 5 km hàm và 10 km tăng tốc. Tức là phải đúng cái chỉ tiêu, đúng với cái cung cầu, đúng với cái logic của tập đoàn. Đấy. Thì chúng ta cần cái số vốn thôi. Còn cái theo anh nghĩ thì không có cái thời gian nào cho chúng ta sở hữu được nhiều nữa đâu. Theo anh đúc kết ấy, thì không có nữa đâu. Bởi cả cái dự án của chúng ta hiện nay nó ok rồi. Nó thương mại rồi. Thì đến tháng 3 này thương mại cái tuyến đường U4 đấy nữa là tháng 4 đấy nữa là nó ok rồi. Thì có cái thắc mắc gì đâu. Còn cái tuyến đường 500 km nữa thì nó có rồi. Còn cả cái sân trường cái sản xuất như máy bay không người lái này, rồi mùn sinh học này, rồi là kính chân không này, rồi cầu vượt siêu nhẹ này, thì nó cũng đã hoàn thiện, nó cũng quá cái thiết kế và cả thứ nó thành công rồi. Đấy. Thì chúng ta chỉ cần chào em Trung. Em Trung khỏe không em ơi? Đấy, thì nó thành công rồi. Thì chúng ta chỉ cần là cố gắng là thôi. Còn cổ tức cuối năm nay thì nó sẽ có một cái mức độ chia cổ tức như thế nào thì anh cũng làm rõ cái đó. Còn chủ tịch thì công bố được. Đấy, thì anh cũng biết được không? Còn cái lộ trình của chúng ta đi như vậy nó chắc chắn an toàn đấy. Đấy. Có nhiều cái nguồn cung, có nhiều cái nguồn thu hoạch đấy. Có 2-3 cái dự án đã có thu hoạch về rồi, chứ không có thu hoạch đâu.
rồi thì bác điểm nói đến đây là chúc phụ nữ chúng ta, chị em phụ nữ chúng ta ngày 8 tháng 3 đó là hoàn toàn là vui vẻ nha. Vì chúc các phải đàn ông tối hôm nay say cho thật, đừng có say quá nha. Say quá chị em phụ nữ mất nhớ nha. chúc các bạn tối hôm nay là phải đàn ông của chúng ta là không nên say nhiều nha, uống vừa thôi. Uống vừa thì nó ngon. Nhưng mà uống nhiều quá đó nó lại loại đấy, cho nên uống vừa thôi là vừa đủ hăng nhá. Chúc toàn bộ phải chị em phụ nữ cho chúng ta là tối nay chăm sóc các ông đàn ông cho nó mạnh thêm tí nhá. Tôi xin chào, bác xin chúc đại gia đình ta một đêm hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy yêu thương và mạnh khỏe nhá. Xin chào, bác xin chào các bạn. Xin chào. chào các bạn nhá. Cho bác một trang pháo tay, cho bác một quả thả tim thả lá cho bác đây để cho có cái hướng phấn để tiếp bác ngày mai có thêm năng lượng đấy. Giúp chị em phụ nữ chúng ta là một đêm vui vẻ hạnh phúc nhá, thành công nhá. Thành công nhá. Chúng ta là luôn luôn thành công, đại thành công thôi. Cười cất thường thế nào. Đấy, lúc nào mới vậy. Chào các anh và chị nhá. Rồi bác xin xuống lá từ đấy nhá. Xin chào.